Chủ nhà bất ngờ lao ra tung cước đá bay tên trộm như phim hành động khiến dân tình hả hê. Tình huống này được camera an ninh của khu vực ghi lại mới đây ở thành phố Pleiku, Gia Lai và được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Qua đây, chủ nhân camera muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một nam thanh niên chạy xe máy tới, dừng trước một căn nhà mặt đường đang mở rộng cửa. Tiếp đó, thanh niên này thản nhiên đi thẳng vào trong, xách ra hai túi đồ, rồi nhanh chân chạy ra xe định tẩu thoát. Còn chiếc xe chưa kịp di chuyển thì bất ngờ, một người đàn ông từ trong nhà lao ra tung cước, đá văng tên trộm. Ngay khúc này, dù chúng tôi đã che bờ, nhưng các bạn cũng thấy được tên trộm lãnh đủ cước từ chủ nhà. Và đây quả thật là một bài học nhớ đời của tên trộm này. Sau đó, một người phụ nữ cũng vội chạy ra, giúp sức gu cổ đối tượng đưa vào nhà. Khoảnh khắc ghi lại phản ứng cực nhanh nhạy và dứt khoát của người đàn ông nhận được vô số lời khen trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra ngán ngẩm trước hành vi xấu xí của nam thanh niên trên. Khuyến cáo mọi người, việc đối mặt với trộm cướp vô cùng nguy hiểm, hết sức cẩn thận nếu không có kỹ năng cần thiết. Một số dân mạng để lại bình luận, trông có đến nỗi nào đâu mà ăn cắp ăn trộm ngang nhiên vậy, không muốn làm mà vẫn đòi có ăn à. Chú này nhanh quá, cú đá phải nói là cực chuẩn, hạ gục đối phương luôn. Quả này chắc cậu thanh niên này no đòn. Quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Còn bạn thấy sao về tên trộm dính và tung cước giữa đời này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.